Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mặc dù vụ án này không phải một vụ lớn trong lịch sử, nhưng vẫn được nhắc nhiều đến hiện tại. Bởi vì sau khi kẻ sát nhân bị xử tử và được chuyển đến cơ sở hỏa táng, thì thi thể đã bất ngờ ngồi dậy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến những người có mặt choáng váng. Đây không phải là một bộ phim ma, đó chính là những gì đang diễn ra trong đời thật. Sáng 1 tháng 4 năm 2005, Tòa án Nhân dân huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc diễn ra buổi hành quyết một cặp đôi nam nữ, trong đó có nữ sát nhân Tất Lệ Mai. Địa điểm hành quyết là dưới một ngọn núi cách thành phố không xa. Cảnh sát căng dây để ngăn mọi người không tiếp cận quá gần nơi xét xử. Từ sáng sớm, nhiều người từ khắp mọi nơi đã đến buổi xét xử, trong đó có những người vì muốn chứng kiến vẻ đẹp của nữ sát nhân người Cáp Nhĩ Tân, cũng có người muốn tận mắt chứng kiến Tất Lệ Mai đền tội với người đã khuất. 11 giờ trưa, hội đồng xét xử đến pháp trường, Tất Lệ Mai cũng được áp giải theo. Tất Lệ Mai cao rong ròng, dáng người mảnh mai, mái tóc đen mượt nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, khuôn mặt của nữ tử tù đã không còn sức sống như trước nữa. Sau khi buổi hành quyết được diễn ra, cảnh sát đã chụp lại hai thi hài rồi đưa vào túi mang đến nhà hỏa táng. Cha của Tất Lệ Mai, Tất Vũ Cường, đã đợi sẵn ngay cửa nhà hỏa táng. Sau khi thấy thi thể con gái, ông gào lên khóc. Tất Vũ Cường đã thuê một người đến để trang điểm cho con gái của mình trước khi hỏa thiêu. Gia đình họ Tất đang đứng ngoài khóc lóc đau khổ, đợi nhận tro cốt của con gái mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét sợ hãi vang lên. Tò mò nên cả cảnh sát và gia đình họ Tất đã kéo vào bên trong. Họ đều sững sờ khi thấy Tất Lệ Mai đang ngồi trên bàn, phía sau gáy vẫn còn dính một chút máu. Cảnh sát nhanh chóng gọi một đội pháp y đến nhà hỏa táng vì nghi ngờ đây là một phản ứng của cơ thể sau khi chết. Tuy nhiên, khi nhân viên pháp y gọi tên, Tất Lệ Mai mấp máy miệng, đôi mắt không giống như một người đã chết. Vài phút sau, họ còn nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nữ tử. Cha mẹ Tất Lệ Mai thấy sĩ quan cảnh sát rút súng ra, đưa lên trước trán của Tất Lệ Mai, liền khóc lóc gào thét, van xin họ. Nếu con tôi vẫn có thể sống sót qua buổi hành hình, thì có lẽ nó không nên chết. Tôi xin các anh đừng giết con tôi thêm một lần nữa. Hãy để tôi thế chỗ con, hãy cho tôi chết thay con tôi, hãy tha cho nó. Tuy nhiên, từ xưa đã vậy, giết người đền mạng, luật pháp luôn xử đúng người đúng tội. Tất Lệ Mai không thể được sống. Một lần không thể chết, ắt hẳn phải có lần hai. Tất Lệ Mai trước sau gì cũng phải thi hành bản án của mình. Nhân viên pháp y đỡ Tất Lệ Mai nằm xuống. Ngay khi vừa đặt lưng, sĩ quan cảnh sát liền bắn hai viên vào đầu của nữ tử tù. Tiếng súng vang lên, hòa lẫn với tiếng than khóc của người mẹ Tất Lệ Mai. Tất Lệ Mai mở miệng nhưng không phát ra thành tiếng. Cô ta chỉ gật đầu. Hóa ra đầu lưỡi của nữ phạm nhân bị tổn thương nên không thể nói chuyện, nhưng cô ta vẫn sống. Lúc này, tất cả các thành viên trong gia đình Tất Lệ Mai quỳ xuống trước mặt vị thẩm phán và năn nỉ. Tất Lệ Mai không chết khi hành hình, chứng tỏ Tất Lệ Mai không nên chết. Tuy nhiên, mặc người nhà năn nỉ hết lời, cơ quan chức năng vẫn quyết định thi hành án lần hai. Tại lò hỏa táng, cảnh sát đã rút súng lục bắn hai phát vào đầu cô ta. Tất Lệ Mai chết ở tuổi 22, dùng sinh mạng của mình để bồi đắp cho linh hồn của Tưởng Lai Nghĩa. Theo báo cáo trước đó, Tất Lệ Mai là một cô gái xinh đẹp có tiếng ở trong vùng. Nhưng vì nhà khó khăn, cô phải nghỉ học ngay khi học hết cấp 2. Năm 2003, Tất Lệ Mai mở một viện thẩm mỹ và có quan hệ yêu đương với nạn nhân, Tưởng Lai Nghĩa. Về phía Tưởng Lai Nghĩa, anh là cậu con trai duy nhất của nhà họ Tưởng. Mẹ Tưởng Lai Nghĩa là người khó mang thai, nên anh là niềm hy vọng, niềm tự hào và là tất cả của bố mẹ mình. Khi đó thì để con trai mình được đi học đại học, cha Tưởng Lai Nghĩa đã bán cả nhà đi. Sau này khi biết Tưởng Lai Nghĩa yêu được Tất Lệ Mai, vợ chồng họ Tưởng thực sự vui mừng, luôn thúc giục Tưởng Lai Nghĩa rước Tất Lệ Mai về làm con dâu mình. Tuy nhiên, sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn từ bé, Tất Lệ Mai đã sớm hình thành một tính thực dụng trong con người mình. Cô gặp được một người đàn ông giàu có hơn là Kim Vạn Nguyên nên muốn chia tay với Tưởng Lai Nghĩa.
Tưởng Lai Nghĩa đau khổ, tìm mọi cách để níu kéo mối tình này, khiến Tất Lệ Mai cảm thấy phiền phức. Ngày 23 tháng 6 năm 2004, Tất Lệ Mai hẹn Tưởng Lai Nghĩa ra một ngọn núi bên ngoài thành phố với lý do: cô đã nghĩ thông suốt rồi, Kim Vạn Nguyên ngoài có tiền ra thì mọi mặt đều kém xa Tưởng Lai Nghĩa. Tưởng Lai Nghĩa nghe xong vui mừng khôn xiết, liền tức tốc đến gặp người yêu. Tất Lệ Mai nói muốn leo núi cùng với Tưởng Lai Nghĩa để hâm nóng lại tình cảm như xưa. Nạn nhân cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi leo được gần lên đến đỉnh núi, Tất Lệ Mai đưa cho người yêu một lon coca. Sau khi uống xong, Tưởng Lai Nghĩa tử vong. Bên trong lon nước đã bị Tất Lệ Mai bỏ thuốc độc. Sau đó, nữ sát nhân vứt xác của Tưởng Lai Nghĩa xuống chân núi. Ngày 8 tháng 7 năm 2004, thi thể của Tưởng Lai Nghĩa được phát hiện trong tình trạng bị gãy nhiều xương, đang phân hủy mạnh. Sau khi khoanh vùng các mối quan hệ để điều tra, cảnh sát đưa Tất Lệ Mai vào danh sách nghi phạm. Tuy nhiên lúc đó, nữ sát nhân đã cao chạy xa bay. Song Tất Lệ Mai không phải là một tên sát thủ chuyên nghiệp nên sơ hở ắt sẽ có. Trước khi chạy trốn, cô đã mượn Kim Vạn Nguyên 200.000 nhân dân tệ để đi Quảng Châu tham gia một khóa học về làm đẹp. Cảnh sát nhanh chóng truy tìm danh sách chuyến bay. Họ phát hiện ra Tất Lệ Mai không đi Quảng Châu mà đi Thâm Quyến, sẽ đi ra nước ngoài vài ngày sau đó. Trước khi đi, Tất Lệ Mai có gọi điện cho cha mẹ nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng định vị được nơi Tất Lệ Mai trốn trước khi kịp bay sang nước ngoài. Ngày 28 tháng 12 năm 2004, Tất Lệ Mai bị kết án tử hình. Bản án được thi hành vào hôm 1 tháng 4 năm 2009. Lệ Mai kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 22. Trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại, có không ít trường hợp tử tù là phụ nữ. Thậm chí là có những người còn là đại mỹ nhân, từng khiến cho trái tim bao chàng trai phải xao xuyến khôn nguôi. Và trong số những nữ tử tù xinh đẹp ấy, không thể không kể đến Đào Tĩnh, bóng hồng si tình sẵn sàng chết để bảo vệ ông trùm buôn lậu ma túy khét tiếng mà mình chót đem lòng yêu thương. Đào Tĩnh sinh năm 1971 tại Vân Nam, Trung Quốc, trong một gia đình có 3 người con. Năm Đào Tĩnh lên 8, bố mẹ cô ta ly dị vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Khi ấy, người anh trai và chị gái ruột của Đào Tĩnh, lớn hơn cô tới mười mấy tuổi, đều đã lập gia đình riêng. Sau biến cố gia đình, Đào Tĩnh chuyển đến Bắc Kinh sinh sống cùng với chị gái và anh rể. Tuy cuộc sống của cô ta không đến mức phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng vì thiếu thốn sự quan tâm dạy dỗ của bố mẹ, Đào Tĩnh đã bắt đầu sa ngã từ năm 13 tuổi. Độ tuổi ẩm ương rất cần sự định hướng của người lớn. Đào Tĩnh kết giao với một đám bạn hư hỏng, không thích học mà chỉ ham chơi, hút thuốc, uống rượu và đánh nhau để lấy số má. Thậm chí là cô ta còn đi chơi thâu đêm suốt sáng cùng với các chiến hữu của mình. Sau khi chật vật học hết cấp 3, Đào Tĩnh thi trượt đại học. Người anh rể tốt bụng bỏ tiền đầu tư cho cô ta mở một cửa hàng cắt tóc gội đầu nho nhỏ. Có lẽ vì vẻ đẹp động lòng người của Đào Tĩnh, rất nhiều kẻ vô công rồi nghề đã tìm tới giao lưu với cô chủ xinh xắn. Vốn luôn thích tỏ ra nghĩa khí, Đào Tĩnh đã dần kết thân với các nhóm đàn anh đàn chị trong vùng. Và rồi sao quả tạ của cô ta đã nhanh chóng tìm đến bên người đẹp. Đó là một gã đàn ông họ Dương, chuyên gieo rắc cái chết trắng. Gã bạn trai tội phạm luôn rót vào tai Đào Tĩnh cách làm giàu nhanh chóng mà lại dễ dàng của mình. Chịu sự ảnh hưởng của hắn, cô gái trẻ đã quyết định quay về Vân Nam để xây dựng sự nghiệp buôn bán ma túy, thứ mà cô ta biết rõ mười mươi là có thể đưa mình vào vòng lao lý bất cứ lúc nào. Giống như bao kẻ buôn bán ma túy khác, một khi đã nhúng chàm thì rất khó lòng để rút chân ra được. Đào Tĩnh ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi, cùng với những cuộc giao dịch tình tiền bất chính. Cô ta và một số ông trùm ma túy ở nước ngoài cùng nhau thiết lập mạng lưới kinh doanh cái chết trắng. Để công việc thuận lợi hơn, Đào Tĩnh đã cặp kè với rất nhiều đại ca xã hội đen và bị gã tình nhân họ Dương thâm độc ép phải đặt vòng tránh thai. Cô ta không hề biết rằng mình đã trở thành công cụ đắc lực của hắn. Không chỉ sai người tình đi gây dựng quan hệ,
gã đàn ông đầy mưu mô ấy còn nhiều lần ép Đào Tĩnh phải giấu ma túy vào trong đồ lót để có thể qua mặt lực lượng chức năng. Trước đó cặp đôi này đã ngầm đưa ra một giao ước, nếu chẳng may một trong hai người bị bắt thì sống chết cũng không được khai ra danh tính của đối phương. Và thực tế đã chứng minh rằng Đào Tĩnh là một người phụ nữ cực kỳ biết giữ chữ tín. Cô ta dùng chính sinh mệnh của mình để hoàn thành lời nguyện thề với người yêu. Tuy cặp đôi đã sử dụng những phương pháp vô cùng tinh vi để vận chuyển ma túy, nhưng hành động của chúng không thể thoát khỏi tầm mắt của các chiến sĩ cảnh sát. Năm 1992, trong một lần hành nghề, Đào Tĩnh không may xa lưới pháp luật. Khi ở trong trại giam chờ ngày xét xử, cô ta được các nhà chức trách khuyên nhủ hãy thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng. Thậm chí cơ quan công an còn khẳng định chỉ cần Đào Tĩnh lấy công chuộc tội bằng cách khai ra kẻ đứng đầu đường dây buôn bán ma túy, cô ta sẽ được miễn tội tử hình. Dẫu vậy, Đào Tĩnh vẫn một mực giữ vững sự trượng nghĩa cùng với tình cảm của mình dành cho gã bạn trai tội phạm. Cô ta kiên quyết không chịu khai nhận sự thật và tự đẩy mình vào chỗ chết. Tháng 7 năm 1991, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Vân Nam đã tuyên án tử hình dành cho Đào Tĩnh, can tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trong buổi xét xử ấy, cùng với sự tuyên án tử hình với cô ta, còn có 27 kẻ phạm tội khác. Ngày 28 tháng 10 năm 1991, Đào Tĩnh bị đưa ra pháp trường xử tử. Trước ngày thi hành án, cô ta chỉ có một mong muốn duy nhất là được tháo vòng tránh thai đặt trong người ra và đã nhanh chóng được tại nguyện. Khi gặp người thân lần cuối, Đào Tĩnh đã cứng rắn nhắc nhở anh trai mình rằng không được khóc. Tuy nhiên, lúc quay sang nhìn gương mặt đau khổ của mẹ mình, cô ta lập tức òa khóc nức nở. Trước khi bị xử tử, Đào Tĩnh chỉ kịp để lại một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi: mẹ yêu quý của con. Cuộc đời của nữ tử tù được mệnh danh là xinh đẹp nhất Trung Quốc kết thúc ở tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái sắc nước hương trời như cô ta. Đào Tĩnh đã trở thành nữ phạm nhân trẻ tuổi nhất bị kết án tử trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại kể từ năm 1949. Âu cũng chỉ vì một chữ tình. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.